nhiều khó khăn, nhưng mà toàn thể cán bộ giảng viên, anh chị em khoa chúng ta đã cùng nhau vượt qua và đạt được rất là nhiều kết quả tốt. Thế đến thời điểm này thì khoa đã có nhiều dấu hiệu cho thấy là năm 2017 sẽ có nhiều kết quả tốt hơn nữa. Đấy, ví dụ như năm tới thì khoa chúng ta là sẽ tuyển sinh một số chương trình mới, từ thạc sĩ do Đại học Quốc gia được cấp bằng, rồi các chương trình đào tạo mới, hay là cái công tác tuyển sinh cũng ngày càng tốt hơn, cũng như là hợp tác với các đối tác của chúng ta thì ngày càng sâu, và có thể là năm 2017 sẽ mang lại một số cái kết quả sẽ tốt. Rồi các cái hoạt động về khoa học của khoa chúng ta năm vừa rồi cũng có nhiều cái thành tích rất là tốt. Các thầy cô, không những là các thầy cô đâu mà cả các cán bộ trong khoa cũng có nhiều cái hoạt động nghiên cứu rất là tốt. Đấy, nhìn chung là cái kết quả mang lại thì chúng ta thấy ngay là sinh viên ở khoa mình ấy, thì cảm thấy là ngày càng sinh viên cảm thấy là happy với khoa mình hơn. Đó, thì cái đấy là một trong những dấu hiệu mà cho thấy là toàn thể khoa chúng ta đã có được cái kết quả đó. Thì người học cho thấy là người học happy hơn với khoa, ngày càng happy hơn với khoa, thì đấy là cái dấu hiệu toàn bộ những cái tổng lực của khoa để tạo ra cái kết quả đó. Thì năm 2017 thì hy vọng là và sẽ là chắc chắn đấy là sẽ có được cái kết quả tốt hơn nữa. Nhân dịp năm mới, chuẩn bị bước sang năm mới 2017, xin kính chúc tất cả các thầy giáo cô giáo, toàn thể các bác, các anh chị em cùng gia đình năm mới 2017 vạn sự như ý, an khang thịnh vượng, và sắp tới có một kỳ nghỉ vui vẻ đầm ấm chào đón năm mới cùng với gia đình, người thân và bạn bè. Xin kính chúc tất cả các thầy. Thế là một tin cũng khá vui đầu năm mới, là vừa rồi khoa chúng ta năm vừa rồi đang công tác rất là hiệu quả. Thế nên là ra đầu năm mới một cái thì là sẽ có cái là cái lương của chúng ta là sẽ là tăng lần một. Đấy, và hy vọng là năm tới sẽ có tăng. Xin kính chúc sức khỏe tất cả các thầy cô. Và sau đây là chúng ta nâng ly chào năm mới hạnh phúc thành công.